and your Anista Beverly Hills. Oh my gosh. I'm gonna see you, okay? Chigua. Oh joy. Yeah, we go high on. Ah, Ramel. No, we just like, okay? I'm the same with them. Nothing we do. I'm gonna come keep trying to get back. Nothing we do. Chào thôi. Thường á thì các bạn thấy mọi người hay dưỡng da trước khi mà trang điểm, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì mình thích kẻ chân mày trước khi dưỡng da. Tại sao? Tại vì lúc mà mình dưỡng da xong rồi cái da mình nó bị trơn, nó rất là khó bị, nên là mình sẽ bẻ cho mày trước. Mình thường thì mình sẽ dùng Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Dưỡng ẩm bằng cái Neutrogena Hydro Boost. Nếu thì mình cũng phải dưỡng ẩm như thế thôi, tại vì khi mình nó vào mùa đông bên đây á, bây giờ là mùa đông, nhưng mà các bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại những cái thứ như này. Đó là vì mình không thích mặc đồ ấm, và này nó sẽ làm mình rất là bận. Bây giờ thì mình sẽ tắm kem chống nắng. Kem chống nắng của Neutrogena. Cái này thì nó bảo là thẩm thấu rất là nhanh lên trên bề mặt. Thì mình, hồi trước thì mình trên đấy mình hay sử dụng cái loại này. Cái loại này là cái bình thường thôi, loại này rất là rẻ, không cái loại này luôn. Nhưng mà sau khi mà mình thử cái loại này xong thì mình lại không muốn quay về cái loại này nữa. Nhưng mà rất may mắn là nó cũng đã sắp hết rồi, cho nên là không sao hết. Và cái này thì nó mắc hơn, nhưng mà mình sử dụng rất là lâu. Bình thường thì mình sẽ sử dụng cái này, cái này thôi, nhiều hơn một chút cũng sao. Mình sử dụng cái chai này từ hồi mà tháng 3, tháng 4 gì, mà bây giờ là tháng 6 thì nó cũng có 2 tháng rồi, nhưng mà mình chưa sử dụng tới nửa chai nữa. Mình chỉ mới đi được có 1/3 chai này thôi. Thì kem lót mà cũng kiểu như là có một tí dụng ở bên đó luôn. Thì mình từ hồi đi sang đây á, là từ da dầu thành da khô luôn. Mình sẽ đánh tới kem nền. Kem nền hôm nay mình sẽ dùng của Sephora Glow Perfection Foundation. Cái này mình chỉ dùng, đây là lần thứ hai mà mình dùng. Mình cũng muốn thử xem là nó có thật sự tốt để mà mình có thể review lại cho các bạn không. Thì rồi, từ hồi mình về Việt Nam xong, mình xin ba mình cái camera mình đang quay. Nhớ nó rất là sung sướng cái này luôn. Vì trước mình phải quay bằng cái điện thoại của mình ấy, thì lúc nào mỗi lần mình quay á, mình phải kiểu vừa giống như là các bạn biết cái kiểu mình, cái selfie, cái cây mà chụp hình đó, cây tự sướng
hỏi mình trên đấy, xong rồi mình phải để cái cây sulfur đó ở trên cái đùi của mình, như kiểu là mình phải vừa vừa cầm, không phải là cầm bằng tay mà cầm bằng đùi, và vừa quay video nha. Trời cực khổ dám ăn luôn. Hồi mình về Việt Nam á là có 2 tháng 3, thì tụi mình về Việt Nam xong tụi mình đi sang cưới họ hàng của anh chồng mình luôn, cho nên là mình không thể nào video lên được. Nhưng mà từ hồi về Việt Nam là lấy được cái điện lấy được cái máy quay này thì mình cảm thấy mình cần phải up thêm video, mình muốn làm thêm video. Ý tưởng mà không có cái ý tưởng nào ra đâu, cho nên nếu mà các bạn muốn xem cái gì thì họ comment ở bên dưới cho mình nhé. Thật sự thì cái animation này rất lâu, rất lâu cả vậy, nhưng mà nó lại không giải quyết được lắm là những cái phần đó mà nên thăm của mình nó không chịu được. Foundation cũng không quá tệ. Ok, bây giờ là 10 giờ sáng mà ở ngoài trời thì nó như là 3-4 giờ chiều, mặt trời sắp lặn nha. Hồi hôm qua thì trời rất là nắng nhưng mà mình đang bệnh, mình kiểu như là cứ hít hà, mình phải nói rất là thì thầm, tại vì cái cổ của mình nó không có được như bình thường. Hôm nay mình sẽ sử dụng và sẽ lời của mình xem. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái này luôn, tại vì mình thấy nó hot quá. Mà hồi trước mình mua, mình đặt một bạn mình cũng lấy đồ từ bên nước ngoài về bán đó. Thì mình có mua thử, nhưng mà lúc mà mình nhờ người ta cầm qua đây thì người ta làm mất cái cây này của mình. Và mình thì kiểu như là có một cái concealer thôi, hôm nay mình ai cầm đồ từ Việt Nam qua Úc mà không nhiệt tính đó, thì làm ơn hãy để cái info ở bên dưới để mình có thể liên hệ với người ta. Ok, từ hồi nãy giờ mình chưa có tán gọn cái chân mày mình, cho nên là mình sẽ tìm. Bây giờ mình đã hiểu sao cái chân cái cần xương này quá hot, nó che rất là tốt luôn. Xin tốt. Mình mới có dự định là sẽ quay video sau khi mà mình có được những cái đèn mà mình order để cho cái việc còn quay video này nè. Nhưng mà tại vì giờ này mình rảnh quá nên là mình nên quay trước một vài video nhân tiện là để xem coi cái camera này nó có hoạt động tốt hay không. Thật sự là nó sẽ hoạt động tốt hơn cái iPhone của mình rồi, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ run dầu mặt một tí thì mình mặt trắng quá nhiều. Mình dùng thì vẫn sẽ làm cái này thôi, mình cố gắng mua những cái bronzer khác, nhưng mà ở Úc những cái gì cũng rất là mắc, nhất là đối với mỹ phẩm là ở bên nước ngoài, cho nên là mình cần là đợi xe đúng không mình. Mình sẽ cần thu mỗi một tí xíu coi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng
bản mắt om dragon này để mà đánh cái phòng mắt. Nếu như mà là đánh kiểu đơn giản thì mình sẽ không có sử dụng cái nào gì hết. Mình hay với tới bản này giúp biển giúp nè, các bạn có thấy không, toàn là màu nâu này, có một cái màu đen để cho các bạn nhấn đuôi hoặc là các bạn có thể vẽ những kiểu eyeliner mà sử dụng phóng mắt, không có cần phải làm cái eyeliner hoặc là sharp hoặc là bén. Mình sẽ làm mình sẽ nhấn ở cái phần đuôi này nhiều hơn. Cái cỏ này đã mặt tán ra một lần nữa. Xong rồi đi sang cái phần mặt phía mặt dưới luôn. Một công đôi bì đấy. Xong. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một tí sơn và bỏ lên trên bụng là xong. Chị cũng mình đâu. Sau đó mình cái tán nó ra thêm một tí rồi kéo ra. Nhưng mà hiệu ứng nó lên rồi, nhưng mà không phải lên rồi. Mình sẽ kiểu là mình ngón tay kéo nhẹ kiếm nhẹ cái phần dưới mắt này để cho nó kiểu nó khói khói. Mình sẽ phủ một tí phấn lên mặt. Đây của Vicky. Sau một tí thôi thì mình sẽ sử dụng cái sau của Colourpop Whisky. Đây là cái mặt sau mình thích nhất. We'll be right back.
sợ phải. Rồi hy vọng là cái camera này nó thu âm giọng mình chứ không thôi mình chết mất.